Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ở đây có cháy, có cháy, cứu, cứu tôi với. Cứu tôi. Beep beep, GPS định vị thất bại, không thể theo dõi vị trí. Ôi không, tôi phải tự tìm đường đến đấy thôi. Nó đây rồi. Thế. Ơi, tôi bị kẹt rồi. Tôi phải làm thế nào đây? Đội quái xế cứu hộ, làm ơn hãy đến giúp tôi. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Đội quái xế cứu hộ, đi thôi. Quái xế xe tải cứu hộ cùng thùng xe to lớn. Quái xế cứu hỏa, tôi đây rồi, cùng vòi phun nước lớn. Đi thôi. Quay quay chiếc bánh lăn, rung rung đi thôi. Quái xế cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Xe kéo cứu hộ này tôi rất khỏe, mình rất thích giúp đỡ. Mình đến giúp bạn, bạn đừng lo lắng. Hãy quay chiếc bánh lăn, rùm rùm đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, quay xe thật ngầu là tôi đây. Quay quay chiếc bánh lăn, rùm rùm đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Quái xế cứu hộ, đi thôi! Ba ơi nhìn kìa, chú bướm đẹp quá. Con đừng đi chơi xa quá nhé. Vâng ạ. Này bạn bướm, đừng bay đi mà. Mimi, con đâu rồi? Ba ơi, con ở đây. Mimi. Mimi, con hãy bám vào đây. Con không với tới. Quái xe cứu hỏa, hãy cứu chúng tôi với. Là xe quái xế cứu hỏa đây, đi nào giúp đỡ mọi người. Nhanh thật nhanh, tôi đang trên đường đi tới. Hãy bình tĩnh nào, tôi sẽ giải cứu ngay. Mimi, cứu con với. Nào Mimi chớ có sợ, thật bình tĩnh nghe chú tới rồi. Thang để cứu bé, từ từ thang lên bé, hãy yên tâm chú ở đây sẽ không sao đâu. Quái xế cứu hỏa, giải cứu ngay nào. Cháu sợ lắm. À ha. Mimi bình tĩnh nhé, có cách rồi đây. Có đêm an toàn chớ có sợ. Bước vào đây, thang này rất chắc, bám chặt nhé, sẽ ổn thôi mà. Mimi, con rất dũng cảm. Ôi không, tôi còn con. Đừng lo, để chú giúp nhá. Tôi là xe quái xế cứu hỏa đây. Đi nào, giúp đỡ mọi người. Không ngại chi khó khăn hay hiểm nguy. Tôi mạnh mẽ và sẽ giúp bạn an toàn. Cảm ơn chú quái xế cứu hỏa. Không có gì.
giữ an toàn cho mọi người là nhiệm vụ của chú mà. Nhìn mình đào hố đất đây, mình là máy xúc này. Nhìn mình đào hố đất đây, xúc đất đi nhanh nào. Cùng gây rối khắp nơi nào, he 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 he. Mình mang đến những bất ngờ, hô 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 hô. Có thể xử lý được. Nhìn này mình quét hết luôn, mình là xe quét dọn. Nhìn này mình quét hết luôn, quét hết rác thôi nào. Cùng gây rối khắp nơi nào, he 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 he. Mình mang đến những bất ngờ, hô 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 hô. Hả? Ai đã làm thế này? Chính là cậu. Mình đuổi bắt hắn đây, xe cảnh sát này. Mình đuổi bắt hắn đây, rắc rối kia đừng lại. Ta gây rối khắp nơi này, đuổi theo ta đi nào. Nhìn đây đố người bắt được. Tôi không. Cậu đã bị bắt. Không, tôi hứa là tôi sẽ không làm như vậy nữa. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Vâng ạ, hôm nay nhà mình sẽ có một bữa tiệc bất ngờ. Chào buổi sáng cô bò. Chào buổi sáng. Cháu muốn mua một chai sữa ạ. Cháu cảm ơn cô. Mình cần mua thêm gì nữa không mẹ? Trứng và bột. Xin chào. Cô mua nhiều thứ thật đấy. Chào các cháu. Cô mua nhiều vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Tớ và mẹ sẽ làm một chiếc bánh cho bữa tiệc. Làm bánh á? Làm bánh á? Đúng vậy, các cháu có muốn tham gia không? Vâng ạ. Cùng nhau làm bánh thôi. Trứng, đường, sữa, bột mì trộn chung lên. Trộn chung lên, mình làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. Chút hết cho bột cho ngay vào lò. Ta nướng thêm một chút thôi. Mình làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. Wow, mùi thơm thật đấy. Chúng mình hãy cùng trang trí thôi. Một hai. Cảm ơn các con yêu. Wow, đây là một chiếc bánh thật tuyệt vời. À, tớ biết rồi. Hôm nay chúng ta đã làm bánh để tổ chức sinh nhật cho ba của Mimi. Cảm ơn mọi người đã dành cho ba một bữa tiệc rất tuyệt. Huh?
Tớ đã đưa những người bạn mời đến này. Tuyệt. Tớ thích những người bạn mới. Nhìn kia, họ đến đây rồi. Wow, nhìn họ thật ngầu. Hãy làm quen với các bạn ấy. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nói to rằng chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Trời đang tối dần rồi, chúng ta phải về nhà thôi. Được rồi, chúng ta có thể chơi với các bạn ấy vào hôm khác. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải tự tin nói to rằng chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Bạn tốt thường chia sẻ đồ chơi với nhau. Chia sẻ đồ chơi à? Đúng vậy. Tớ xin lỗi. Được rồi, chuột rau, cậu hãy lấy chơi đi. Cảm ơn cậu nhé. Bây giờ chúng mình cùng ghép một ngôi nhà thật to nào. Bạn ta cùng nhau chơi bóng. Mình cùng tung nào, bóng bay qua lại bay. Cùng tung nào, tung 1, 2, 3, 4. Bên nhau sẽ chia ta kết thân vui thật vui. Chúng ta cùng vẽ tranh nhé. Bạn ơi bạn, ta cùng nhau tô vẽ. Bạn cầm đi này, bút xinh tô màu xinh. Cùng tô nào, tranh đẹp tranh tươi tắn. Bên nhau sẽ chia ta kết thân vui thật vui. Bạn ơi bạn, ta cùng che ô nhé. Trời mưa thì đã có tôi ở đây. Mình chờ mưa tạnh đi 1, 2, 3, 4. Bên nhau sẽ chia ta kết thân vui thật vui. Có chuyện gì vậy Mimi? Không có ai chơi với em cả. Bạn ơi bạn, ta cùng nhau ca múa. Lại đây nào, cất tiếng ca thật vàng. La 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 la. Bên nhau sẽ chia ta kết thân vui thật vui. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta sẽ thấy vui hơn khi chia sẻ đồ chơi cùng bạn bè đấy. Cùng chơi nào. Xin chào mọi người, tớ là Kiki. Còn tớ là Miu Miu. Hôm nay là sinh nhật của Rudon. Chúng ta cùng đến tham dự tiệc sinh nhật của bạn ấy nào.
Baby Bus trong vai những thợ làm bánh tí hon. Làm bánh sinh nhật thôi. Trứng, đường, sữa, bột mì trộn chung lên. Trộn chung lên cùng làm bánh rất ngon mang cho bạn làm bánh. Chút hết cho bột cho ngay vào lò. Ta nướng thôi, ta nướng thôi cùng làm bánh rất ngon mang cho bạn cùng nướng. Wow, mùi thơm quá. Bước tiếp theo sẽ là bóc kem. Một hai ba bốn, này ta bóp thêm một chút kem. Mình làm bánh rất ngon mang cho bạn làm bánh. Một hai ba bốn, này trang trí dầu vào cho bánh thêm đẹp làm bánh. Bây giờ bánh kem đã sẵn sàng. Chúc mừng sinh nhật Rudolph. Wow, cái bánh đẹp quá. Cảm ơn các bạn. Hôm nay Kiki và Miu Miu đã làm một chiếc bánh sinh nhật rất ngon. Hãy gắn huy chương cho các bạn nào. Được rồi, đi cùng ba nào. Mimi, Miu Miu, đợi ở đây nhá. Vâng ạ. Hãy chờ mọi người ở đây. Vâng ạ. Hỡi các bé ta cần tìm một hàng kẹo và bánh thơm ngon. Hỡi các bé ta cùng tìm nào, hãy theo ta đi tìm. Không, không, không đâu. Chúng cháu chẳng biết chú đâu. Không, không đâu. Cháu không đi đâu à? Không đi đâu. Ba, ta mới ăn bảo ngô. Được rồi, Rudolph. Đứng đây đợi chú một lát nhá. Ok. Hỡi cháu bé hãy nhìn kìa, ở đằng kia đang rất vui. Hỡi cháu bé hãy nhìn kìa, cháu có thích đi xem diều hành? Vâng, vâng, đi thôi. Cháu rất thích xem diều hành. Vâng, vâng, đi thôi. Nhanh đi thôi, chắc sẽ rất tuyệt. Theo ta nào. Rudolph, đang đi cùng người lạ. Không, không, hãy mau dừng đừng có đi với người lạ. Không, không, hãy mau dừng đừng có đi với người lạ. Này, người lạ ơi, người lạ không biết tên gì. Mọi người lại xem có biết đây là ai. Tên kia đừng lại, mau mau đuổi theo hắn. Tên kia đừng lại, mau mau đuổi theo hắn. Không đi theo người lạ nhé, phải từ chối. Không, sẽ rất nguy hiểm. Nói không với người lạ. Không. Mimi, Miu Miu, Rudolph. Ba. Các con không sao chứ? Vâng ạ. Đừng bao giờ để bọn trẻ một mình nữa nhá. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Chú ơi, mời chú ăn bảo ngô. Chú không ăn đồ ăn từ người lạ.